chương 51, ra sân nhất định phải thật lớn lối vào. Hai người kinh như tuyết và Tiger đứng hai bên trái phải ngay cổng vào đỉnh núi thiên tử. Hôm nay là ngày mà bọn họ rời đi. Từ nơi này đến võ thần tông phải mất bao lâu? Tu thần hỏi. Nếu như gắn hết sức thì nửa ngày là tới. Kinh như tuyết nói. Tiger gãi đầu cười nói, thật ra ta biến về nguyên hình cổng tiểu thư theo chắc hẳn hai canh giờ cũng có thể đến nơi. Tu thần khẽ nhướng chân mày nói, lời này của ngươi thật sự đã nhắc nhở ta, ngươi đến võ thần tông biến về nguyên hình mà ra sân, đệ tử miếu thiên thần của ta lên sàn nhất định phải phong cách. Kinh như tuyết cười một tiếng, nhìn về phía Tiger. Tiger cười ngay ngô mấy tiếng nói, tất nhiên rồi, tối hôm qua ta còn thương lượng với tiểu thư đây, kỳ này nàng đi báo thù để lập uy danh cho miếu thiên thần của chúng ta, phải để cho kẻ địch ân hận tuyệt vọng, nên đến lúc ra sân nhất định phải thật lớn lối bọn ta đều đã tập luyện thật tốt rồi đại nhân yên tâm tu thần gật đầu cười nói được rồi đi đi hãy nhớ kỹ không cần đi nhanh làm gì phen này trên trường đến đó rèn luyện củng cố tu vi bản thân tốt nhất năm ngày sau hãy quay về vì vi sư có việc cần hoàn thành việc tiếp theo tu thần phải làm là sửa lại núi thiên tử đã cũng không muốn để cho bọn kinh như tuyết thấy xem như là một điều bất ngờ vậy người muốn đi đâu sao Kinh như tuyết ngờ vực hỏi. Đúng là cần chuẩn bị ít thứ, các ngươi trở về sẽ biết thôi, mau đi đi. Tu thần xua tay. Vâng thầy, đồ nhi xuất phát đây. Kinh như tuyết nói. Gặp lại sau đại nhân, tiểu nhân nhất định bảo vệ tiểu thư an toàn. Tiger cũng nói với vẻ cung kính. Tu thần gật đầu, sau đó hắn đã xuất hiện trong lương đình. Bây giờ hắn đã lấy được một bản vẽ hoàn chỉnh. Tu Thần đang suy nghĩ xem còn cần gì nữa không. Hiện tại không thể tạo nên sinh vật, vì thế thiên tài linh bảo trong Hoa Viên là một vấn đề. Chờ sau khi Kinh Như Tuyết và Tiger trở về phải bảo chúng nó ra ngoài cướp về cho mình mới được, nếu không hắn luôn có cảm giác đẳng cấp không đủ cao. Thế nhưng việc này cũng không cần gấp, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là tạo ra vẻ ngoài của ngọn núi Thiên Tử từ trên xuống dưới dựa theo bản vẽ đã, về phần sinh mệnh gì gì đó sau này từ từ thêm vào là được. Mấy con thú cũng có vẻ không đành lòng chút nào, cảm tình của chúng nó dành cho Kinh Như Tuyết rất sâu sắc, gần như tình cảm đối với tu thần. Kinh Như Tuyết từ biệt từng đứa một, sau đó vội xuống núi với Tiger. Đi đến dưới chân núi, thấy tượng đài tranh giới núi Thiên Tử Nàng bỗng nhiên đứng lại, quỳ xuống dập đầu lạy chín cái về phía trên núi. Tiger đứng bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng. "Tiểu thư, chúng ta đi thẳng qua luôn hay sao?" Tiger hỏi kinh như tuyết từ từ đứng dậy trên mặt phủ một tầng khí lạnh thầy nói đúng đó bây giờ ta vừa đột phá đến thần thông cảnh cảnh giới chưa ổn định vả lại có năm ngày không cần gấp gáp chúng ta đi một vòng sơn mạch thiên loan tiger ngây người một chốc sau đó cười khổ nói sơn mạch thiên loan này rất lớn chúng ta đi hết tốc lực ở ngoại vực đến trung vực đoán chừng cũng phải mất thời gian một ngày vào nội vực nữa ước chừng phải ba ngày sợ là không kịp ngoại vực và trung vực còn đỡ hơn một chút ở nội vực này đều có mấy lão yêu quái rất lợi hại ta sợ chúng ta vẫn chưa diệt được võ thần tông đã phải dùng tuyệt mệnh phù rồi phạm vi hoạt động của tiger cũng chỉ ở ngoại vực và trung vực sơn mạch thiên loan vả lại còn là bên ngoài của trung vực thậm chí không dám bước vào bên trong một bước sơn mạch thiên loan phức tạp rắc rối thần bí vô cùng không cẩn thận sẽ có thể bước vào lãnh địa của một vị cường giả đến lúc đó chết cũng không biết bản thân chết như thế nào Kinh Như Tuyết nói, chúng ta đi một vòng ở ngoại vực và trung vực, không vào sâu, sau ba ngày chúng ta sẽ đi đến võ thần tông, nếu thật sự xui xẻo đụng phải tên nào lợi hại, thì hãy dùng tuyệt mệnh phù, cùng lắm bị thầy mắng một trận thôi. Khóe miệng Tiger co rút. Ngươi thì tốt rồi, cùng lắm chỉ bị đại nhân mắng thôi, ta sợ bị đuổi khỏi núi thiên tử đó tỷ tỷ à. Sống ba nghìn năm vất vả lắm mới ôm được một cái đùi to, Tiger thật sự chẳng muốn bị đuổi xuống núi hiện tại nó xác định rất rõ, đi theo tu thần thì mới có tương lại, nếu nó rời khỏi phải ngồi ăn rồi chờ chết, uổng phí thời gian. Thế nhưng Kinh Như Tuyết nói cũng rất đúng, nàng thật sự cần củng cố cảnh giới, việc rèn luyện giữa ngoại vực và trung vực mà nói thì vấn đề không phải là lớn. Dù sao nó cũng biết vài cái động phủ của yêu quái cấp 6, tu vi không tính quá cao, bây giờ dùng chúng nó để cho Kinh Như Tuyết luyện tập. Ngươi nói đại nhân ra vẻ thần bí là muốn chuẩn bị làm gì thế? chẳng lẽ người muốn bế quan đột phá sao tiger nhìn về phía núi thiên tử hỏi với vẻ ngờ vực kinh như tuyết liếc nhìn tiger nói tu vi của thầy như thế còn cần đột phá ư người cũng đã vô địch ở cái thế gian này rồi tiger hiểu rõ khe gật đầu nói với vẻ nghiêm nghị đúng vậy dù sao ta không thể nghĩ đại nhân còn có thể đột phá đến mức nào nữa cảnh giới đó đã cao đến một độ cao không thể tưởng tượng được rồi được rồi chúng ta đi thôi kinh như tuyết nói. Đúng rồi, ta biết một chỗ ở phía ngoài hơn 3.000 dặm, nơi đó có một con ưng yêu, tu vi hình như là cấp 5 đỉnh đó, tìm nó luyện tập một chút trước đi. Được. Còn có một thác nước phía ngoài 8.000 dặm, bên trong có một con bò sọc sáu sừng, sau khi thu phục ưng yêu thì hai người chúng ta kết hội đánh nó. Được. Ừm, còn một con kim bối viên hầu cấp 6 đỉnh. Một người một yêu nhanh chóng rảo bước về phía trung vực sơn mạch thiên loan. Chương 52, bắt đầu xây dựng lại núi thiên tử. Hoa ô hoa ô. Kim cầu ngồi trên đầu tiểu bạch nhìn tu thần với ánh mắt nghi ngờ. Bây giờ gốc liễu cũng bị tu thần đào lên, nó trôi lơ lửng trên không trung mà rung như cày sấy, trái lại tiểu vũ lại hết sức vui vẻ, bay tới bay lui xung quanh gốc liễu. Được rồi, tất cả đều nán trên người tiểu liễu hết đi. Tu thần nói. Tiểu Bạch khẽ gãi đầu, sau đó chọc kim cầu từ trên đầu vào trong ngực, dứt khoát nhảy lên nhánh cây của gốc liễu trên không trung. Bốn con vật trên không với vẻ mặt tò mò nhìn bóng lưng tu thần, chúng muốn nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Tu thần ngẩng đầu nhìn bản hiệu miếu sơn thần thiên tử. Bản hiệu này là do lão già tự tay làm cho hắn không thể vứt đi được. Vì thế hắn vung tay lên, bản hiệu cũng nổi lên không trung. Xém chút nữa quên mất lão già rồi. Tu thần khẽ xoa mũi, nếu không có cái bản hiệu này đoán chừng hắn thật sự quên hiện giờ thiên nguyên tử còn đang được chôn cất dưới lòng đất. Đi đến trước phần mộ của thiên nguyên tử, trong lòng tu thần hơi xúc động. Nói thật thì hắn thực sự rất nhớ lão già. Đã lâu rồi không ai đấu võ mồm mắng hắn đến mức mặt đỏ tai hồng thở hồng hộc chỉ sợ sau này cũng sẽ không có nếu không thì làm cho lão sống lại nghĩ đến đây trong đầu tu thần chợt xuất hiện một cảnh tượng thiên nguyên tử bật dậy với vẻ mặt mê man sau đó mù mịt nhìn về phía hắn rồi trực tiếp nhảy dựng lên bóp cổ tu thần quát lão phu cực nhọc tính nhiều lần như vậy mới chọn được ngày tốt đấy sao ngươi lại làm ta sống lại chứ ngươi có biết ngày tốt tiếp theo là lúc nào không cái tên nhiệt đồ nhà ngươi ngươi trâu bò như thế sao không hủy diệt thế giới luôn đi sao còn muốn gọi lão phu sống lại chứ tu thần không kìm được mà run cầm cập thôi quên đi vẫn không nên để cho lão già sống lại là một người đệ tử điều duy nhất có thể làm cho lão già chính là một mộ phần thật nổi bật ngay cả yêu cầu này mà hắn cũng không làm được thì rất có lỗi với ân cứu mạng năm đó của lão già mà lão già à ngài có từng nghe nói đến thiên phần không lần này ta thay đổi phía sau núi thiên tử sẽ làm cho ngài một cái thiên phần thứ này chỉ có ở trên trời thôi đợi một khoảng thời gian có thể tạo nên sinh mệnh đó ta muốn kiếm một con rồng để rút một khúc xương rồng khoét thành cái rảnh làm quan tài cho ngài không phải ngài thích ăn gà sao đến lúc đó ngày lễ tết ta sẽ chặt một cái chân chim phượng hoàng cho ngài đồ để đầy nghĩa khí và đủ sáng tạo đúng không tu thần dứt lời đến bản thân hắn cũng nhịn không được phá lên cười ngẫm lại thì hình ảnh kia thật quá phong cách nếu lão già còn sống đoán chừng sẽ rất vừa lòng hả già. khẽ vẫy tay thi thể thiên nguyên tử từ từ dâng lên từ trong lòng đất bên trong lĩnh vực của tu thần đã không tồn tại việc bị thối rửa nay thi thể của thiên nguyên tử vẫn giống như lúc trước khi tọa hóa toàn thân xám cho cứng đờ nhìn thi thể thiên nguyên tử trôi lơ lửng giữa không trung tu thần khẽ thở dài một tiếng lúc trước nghĩ sẽ lập tức xây dựng lại nơi này nên không chuẩn bị quan tài cho ngài bây giờ xương rồng vẫn chưa có thôi tạm thời ta làm cho ngài một cái nhé ta biết quan tài cũng phải đặc biệt ngài yên tâm thế giới này tuyệt đối không có ai có loại quan tài này đâu tu thần lẩm bẩm một câu sau đó xung quanh thi thể thiên nguyên tử chợt có kim quan bay vút lên khá chói mắt sau một chốc một quan tài sáu cạnh không có quy tắc gì màu như ngọc lưu ly đưa thi thể thiên nguyên tử vào bên trong ngọc lưu ly màu vàng ngọc, trên rộng dưới hẹp, có hình sáu cạnh không ra quy tắc nào. Ngay giữa quan tài còn có một cây thánh giá. Đúng vậy, tu thần dựa theo hình mẫu của quan tài mà ma cà rồng ngủ trong truyện xưa phương Tây tại trái đất để tạo ra cổ quan tài này. Hửm! Cây thánh giá đó có chút không ra cái gì cả mà, đổi thôi. Tu thần khẽ sờ cầm, sau đó cây thánh giá biến thành một chữ thiên. Hắn đã nói không giống ai thì sẽ không giống ai cả, thế giới này không có ma cà rồng cho dù có cũng sẽ không ngủ trong quan tài như vậy đâu tu thần dám cá luôn loại quan tài với kiểu dáng này có một không hai trong toàn bộ giới thiên nguyên này ta cảm thấy quan tài kiểu này vẫn để màu đen mới trang trọng thế nhưng màu đen lại không phong cách cho lắm cũng giống với những cổ quan tài bình thường từng thấy qua rồi hay là ta làm một cái màu hồng nhạt nhĩ không được không được là màu vàng đi tu thần vội vàng từ bỏ thậm chí hắn đã có ảo giác rằng vừa rồi lão già muốn nhảy ra từ trong quan tài bóp chết hắn. Hắn di chuyển cổ quan tài ổn định trên không trung, chờ sửa lại cho tốt phía sau núi thiên tử rồi tìm vị trí tốt cho lão già. Tu thần xoa xoa hai tay, việc trù tính đã lâu, bỗng nhiên muốn khởi công nên hắn hơi khẩn trương. Bốn con thú giữa không trung vẫn nhìn tu thần với vẻ mặt ngây dại, sau đó chúng lại nhìn miệng quan tài trên đỉnh đầu kia, trong phút chốc chúng lại có vẻ hơi âu lo. Chẳng lẽ đại ca bị tẩu hỏa nhập ma chăng? bớt. Lúc này tiếng tu thần vỗ tay vang lên. Âm âm âm! Chỉ thấy miếu sơn thần thiên tử nứt vỡ sụp xuống hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Bốn con thú! Đại ca à, đây là tiết mục chạy trốn phải không? Cả nhà cũng hủy luôn. Sau đó cả toàn núi thiên tử bắt đầu chấn động dữ dội. Yêu quái nhỏ cùng với động vật với thân thể không bị khống chế trong sơn mạch thiên tử đều bay lên trời tất cả cây cối thực vật cũng chui từ đất bay lên cao những thứ dân bản địa này phải giữ lại không thể để tạo ra bầu không khí trầm lặng cho nơi này được thế nên những sinh mệnh vẫn phải có cũng cần phải trồng cây bởi vì bây giờ tu thần không thể sáng tạo ra sinh mệnh một ngọn núi trụi lũi sẽ dẫn đến nhiều ánh mắt cây độc vẫn là câu nói ấy đợi hắn thăng cấp rồi thì động vật và thực vật sẽ hoàn toàn là một đẳng cấp khác kế hoạch xây dựng lại của tu thần được bắt đầu từ giờ phút này Chương 53, thay đổi thành công, hút sạch linh khí. Bước đầu tiên thay đổi chính là hủy diệt sạch hoàn toàn ngọn núi thiên tử này. Hình dạng hướng đi của ngọn núi này thật sự khúc hủy quanh co quá mức, trong đó cũng không thiếu việc những ngọn núi bé tí làm bạn. Tu thần có bệnh cưỡng chế tỏ vẻ ngọn núi này nhất định phải thật tinh tế. Âm âm âm. Hình thể cả ngọn núi bắt đầu nứt ra vỡ sập xuống, trong khoảnh khắc sơn mạch với chiều rộng hơn một vạn thước biến mất không còn một móng trong nháy mắt một khu vực vắng vẻ xuất hiện trước mắt bốn con thú trên không sợ đến mức gào thét um sùm đến bây giờ chúng nó vẫn không biết rốt cuộc tu thần muốn làm gì nữa hắn muốn phá nát nhà sao chẳng lẽ sau này bọn chúng sẽ không ở đây nữa ư ngoài trừ kim cầu ba con thú khác từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này mở ra linh trí cũng ở đây đối với chúng thì nơi này chính là nhà đột nhiên bị phá hủy như vậy, trong lòng chúng có hơi khó chịu. Được rồi, đừng kêu gào nữa, nhìn là được rồi. Tu thần buồn cười nói. Mấy con thú nhìn tu thần, lập tức yên tĩnh lại. Bỗng nhiên chúng nó đã hiểu ra một điều, nơi nào có tu thần thì nơi đó mới là nhà, sau khi nghĩ thông suốt điều này, những đau khổ ban nảy đều trở thành không khí. Giờ bọn chúng đồng loạt trở hưng phấn tò mò nhìn chầm chầm xuống dưới, sau đó giật nảy mình. Một ngọn núi cao đột ngột mọc từ dưới đất lên trong nháy mắt. Sau lưng ngọn núi vẫn thiết kế thành vách núi đen vạn trượng như trước, thẳng đứng thuôn đục như được đẽo gọt, treo mấy loại cây tùng khô trăm tuổi đứng trên sườn vách đá. Một cầu thang ngọc lưu ly màu trắng rộng ba trượng hiện ra từ dưới chân núi, thông thẳng đến trên đỉnh núi. Hai bên trái phải bắt đầu từ chân núi, có những vùng đồng bằng hơn 1.000 mét trên sườn dốc, cũng giống như thiết kế của ruộng bậc thang chỉ có điều bề rộng diện tích của những vùng đất này rất lớn, phải đến mấy trăm mét, chỉ dùng để bố trí ổn thỏa cho những loại động vật nhỏ cũng như cây cối ban đầu mà thôi. Tất cả trải đủ 99 tầng. Toàn bộ những con thú nhỏ và cây cối trôi lơ lửng trên bầu trời hạ xuống trong phút chốc nhìn mơn mẫn tươi tốt. Hết thảy cây cối đều sắp xếp chủng loại ổn thỏa, được gieo trồng một tầng lại một tầng, mà những con thú còn lại thì ở 33 tầng dưới, yêu quái nhỏ ở 33 tầng giữa, còn về phần 33 tầng ở phía trên thì tu thần tạm thời để trống. Đến lúc đó đợi sau khi bọn kinh như tuyết trở lại sẽ bảo họ đi tìm thiên tài linh bảo di chuyển vào trong. Bởi vì lý do xung quanh còn có hai ngọn sơn thể, bây giờ phạm vi lĩnh vực của tu thần vẫn chưa bao phủ đến đó, cho nên việc cải tạo sơn thể cũng không phải là trọng điểm. Chờ đến khi phạm vi lĩnh vực của hắn bao phủ những ngọn núi xung quanh sẽ tiến hành sửa chữa một lần nữa nơi chủ yếu vẫn là đỉnh núi và miếu thờ. Trong nháy mắt hai cột đá linh khí ở lối vào đỉnh núi được ngưng tụ ra, rộng một trượng, cao mười trượng, trên cột đá có hình long phụng cuốn quanh trong rất sống động. Thậm chí cách một khoảng thời gian những tượng đá hình long phụng điêu khắc này lại biết di động trên cột đá. Cột đá này được tu thần trực tiếp ngưng tụ linh khí xung quanh để tạo nên. Do ngưng tụ ra hai cột đá này nên linh khí trong vòng trăm dặm bị rút đi không còn một móng. Giữa cột đá linh khí, treo bảng tên thật lớn miếu sơn thần thiên tử, cũng không phải cái bảng do thiên nguyên tử tạo ra, tấm bảng đó quá nhỏ không có đẳng cấp gì cả. Hắn chính là muốn thật đẳng cấp vào. Người ngoài mà nhìn thấy hai cột đá này sẽ dọa cho chúng tè ra quần. Trên đỉnh núi thiên tử này đã trở nên bằng phẳng mênh mông vô cùng. Diện tích có chừng khoảng 15 vạn mét vuông. Vùng đất trên đỉnh núi bắt đầu rung lên, vô số viên gạch bằng ngọc lưu ly màu xanh không biết từ đâu hiện ra trải thành một con đường lớn rộng ba trượng vắt ngang qua trọn cả phần giữa đỉnh núi hai bên con đường rộng lớn này bắt đầu xuất hiện những ao nước hành lang gấp khúc rào chắn nối liền cứ trăm mét lại có một đình chạy đến nơi trung tâm đỉnh núi thì kết thúc theo đó toàn bộ phần còn lại phía sau đều biến thành hồ nước trên hồ nước chính tòa cung điện lưu ly hùng vĩ đầy ý vị cổ xưa xuất hiện trong nháy mắt sừng sững trong không trung trái phải có bốn tòa ở chính giữa có một cái suối trời cực lớn dòng nước chảy xuống dưới mà trên suối trời có một cái lương đình bên cạnh đình có một vùng bỏ trống nơi đó dành cho gốc liễu mà ở trong cùng chính là điện chính của tu thần cũng là nơi mà hắn ở nếu so với tám tòa cung điện khác thì điện chính phải cao hơn ba trượng ba cũng lộ vẻ hùng vĩ tráng lệ mỗi một tòa cung điện đều cách xa nhau đồng thời có miếng đá lơ lửng trong không trung nối tiếp nhau phần đất cuối con đường lớn có cái thang bằng đá trôi lơ lửng trên không, từng cái từng cái treo lơ lửng nhau, thẳng đến suối trời hình cầu. Wow ô! Oh. Kim cầu ở trên cao nhìn thấy cung điện phía dưới, bỗng chốc ánh mắt nó sáng rực, ba con thú khác cũng hưng phấn kêu gào loạn xạ. Tu thần nhìn nơi vừa xây dựng lại, gật đầu hài lòng, trên tổng thể coi như hoàn thành, chi tiết nghĩ gì đó thì từ từ bổ sung thêm là được rồi. Bây giờ còn một bước cuối cùng đó là linh khí. Tu thần muốn nơi đây tràn đầy linh khí, độ dày linh khí nhất định phải gấp trăm nghìn lần bên ngoài. Âm. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng chốc mở ra một động đen rộng vạn thước, sau đó linh khí giữa trời đất điên cuồng rót vào. Hắn không thể trực tiếp lấy linh khí bên ngoài. Nhưng lại có thể mở một lỗ hổng mà điên cuồng hấp thu linh khí rồi rót vào ngọn núi. Cũng giống như nước vậy, ở phía dưới mở ra một cái lỗ, dòng nước sẽ tự nhiên chảy hết vào, Lỗ càng lớn thì tốc độ sẽ càng nhanh. Phút chốc, linh khí trong toàn bộ sơn mạch Thiên Loan rất nhanh đã tràn về phía núi Thiên Tử một cách điên cuồng. Sau đó các cư dân của sơn mạch Thiên Loan lập tức hoàn toàn bùng nổ. Chương 54: Ngươi đã từng nghe qua thích ánh ma tăng chưa? Linh khí trời đất là một loại năng lượng linh động được sinh ra từ pháp tắc của thế giới. Mức độ dày đặc linh khí trong từng khu vực đều không giống nhau. Linh khí tại khu vực thành thị mà con người sinh sống thì tương đối thưa thớt, mà ở núi non rừng rậm thì do có sự tồn tại của thiên tài địa bảo nên sẽ dày đặc hơn, đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều cao nhân thích ẩn cư nơi núi rừng. Đương nhiên cũng có khu vực do cường giả thông qua việc dùng trận pháp cưỡng ép hấp thu linh khí xung quanh rót vào đó, thế nhưng bình thường chỉ có thể hấp thu từ từ tích góp từng chút quanh năm suốt tháng mới có thể khiến cho bên trong lĩnh vực dồi dào hơn bên ngoài một chút bởi vì linh khí thật sự quá linh động vả lại chúng cũng có giá trị cân bằng người hấp thu ở khu vực này thì linh khí ở khu vực khác sẽ lập tức tràn vào để bổ sung ngay dựa theo thực lực của con người thì vẫn chưa đủ sức để hấp thu hoàn toàn sạch sẽ linh khí cả một vùng trời đất hoặc là một khu vực lớn thế nhưng chiêu này của tu thần trực tiếp liều mạng hút sạch trong phạm vi lĩnh vực vô địch mở ra một cái miệng đen dài vạn thước đang điên cường hấp thu linh khí bên ngoài mà không biết chán trong phút chốc trời đất như đổi màu lượng lớn linh khí rót vào trong phạm vi lĩnh vực vô địch quả thực là một hơi đã hút hết sạch xung quanh vài trăm vạn dặm trong nháy mắt linh khí rót vào lĩnh vực vô địch một cách mạnh mẽ gần như không nghĩ chút nào tu thần ra tay rất tuyệt tình một luồng linh khí cũng không chừa lại việc gì vậy Tại sao linh khí mất hết rồi? Một con tứ vĩ yêu hồ nhìn bầu trời với vẻ mặt ngây dại, nó đang trong giai đoạn đột phá cấp 5, thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì một xíu linh khí cũng chẳng còn. Tứ vĩ yêu hồ không hiểu gì bay lên không trung, sau đó nó nhìn thấy bóng của vô số yêu quái. Tất cả mọi người đang ngước nhìn về phía ngoại vực với vẻ mặt ngu ngơ, thậm chí trong ánh mắt chúng còn kèm theo sự sợ hãi. Này đồ cặn bã, ngươi có biết linh khí đã chạy đi đâu hết không? cách xa nghìn mét có một con rết cấp năm to tầm trăm mét thoạt nhìn nó hết sức dữ tận hung tàn đang lạnh giọng quát về phía tứ vĩ yêu hồ yêu hồ lườm đối phương một cái cười cợt đáp một câu đừng hỏi lão nương nếu lão nương có thể biết thì ngươi đã chết sớm rồi cha chả ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói đây mà hôm nay lão tử sẽ ăn ngươi lần trước để cho ngươi chạy thoát giờ lão tử cũng không tin sẽ không bắt được ngươi con rết cấp năm cười một cách dữ tợn sau đó thân thể khổng lồ cứu nó chạy như điên về phía hồ yêu trong phút chốc hai con yêu quái đánh nhau thành một đống tính tình yêu quái trời sinh vốn hiếu chiến hung tàn con người chúng cũng giết đồng loại cũng chiến một động tác này của tu thần đã làm cho vô số yêu quái như vỡ tổ sau đó chúng phát hiện lẫn nhau trong nháy mắt đã bắt đầu chém giết toàn bộ ngoại vực lẫn trung vực trong sơn mạch trở nên hỗn loạn nơi sâu bên trung vực ngay giữa một cái hẻm núi có một ngôi nhà tranh một vị lão giả tóc trắng đứng trước nhà ngước ra phía ngoại vực với vẻ mặt ngưng trọng bấy giờ trên bầu trời có một tiếng ưng rú lên một con ưng yêu khổng lồ cháy rực lửa đỏ lượn vòng trên không trung sau lưng ưng yêu có một nam tử trung niên khoanh tay đứng yên quần áo màu xanh thoạt nhìn có vẻ nho nhã lão già tóc bạc khẽ nhìn bầu trời ánh mắt đối diện với nam tử trung niên kia tiếng ưng rít vang vọng trên bầu trời rồi đột nhiên nó hạ xuống không gian bị lướt qua trở nên chao đảo hỗn loạn khoảnh khắc gần rơi xuống đất nam tử trung niên bay vọt lên từ lưng chim ưng rồi hạ xuống kim thư vũ dường như ở ngoại vực đang làm điều gì thì phải nam tử trung niên nói với vẻ mặt ngưng trọng kim thư vũ nhíu chặt đôi chân mày trắng nói đoán chừng linh khí ngoại vực và trung vực đều bị rút sạch rồi không biết là vị cường giả thần tiên nào nhìn thực lực khẳng định trên cả ta và ngươi. Trên ta và ngươi ư? Đế cảnh à? Từ bao giờ ở ngoại vực lại có một cường giả đế cảnh chứ? Chúng ta nhanh chân đến xem sao? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Kim Thư Vũ nhìn về phía nam tử trung niên, đôi mắt vẫn đục lóe lên vẻ lạnh lẽo, thông thả nói, súng bắn chim đầu đàn, khoảng thời gian trước những sơn mạch cổ quái kia ở ngoại vực đã đủ thu hút sự chú ý rồi, thế nhưng đám lão già nội vực lại không hề đi ra xem thử lần nào ngươi cảm thấy bọn họ sợ hay là lười để ý đây nam tử trung niên khinh thường nói cũng không ảnh hưởng đến lãnh thổ của bọn họ đương nhiên là thờ ơ rồi ngươi không để ý thấy những yêu quái cấp bảy này sao tại sao chúng không ra khỏi động kim thư vũ hỏi thì nam tử trung niên nghẹn họng ngươi có từng nghe đến thích ách ma tăng chưa Kim Thư Vũ hỏi vặn lại, giọng điệu có vẻ hơi kiên dè. Mà Tăng Thánh tôn cảnh trong truyền thuyết đó ư? Không phải lão đã chết từ lâu rồi sao? Lúc đó người của cửu thiên thập vực liên hợp lại giết lão rồi mà. Tại sao ngươi lại chợt nhắc đến lão? Vẻ mặt nam tử trung niên ngạc nhiên. Kim Thư Vũ cười thần bí, nói, chính ta đã từng nghe qua lời đồn nào đó nói rằng lão không chết. Đã trốn đến sơn mạch thiên loan của chúng ta để ẩn cư, Ngươi nhìn cường giả nội vực đều không hé răng, có phải là lý do này không chứ? Không thể nào, Cửu Thiên Thập vực là sự tồn tại như thế nào chứ? Lúc đó hắn bị đánh nát thần nguyên vẫn là hoàn toàn rồi, huống hồ chuyện này đã trải qua hơn trăm năm, thực lực hiện giờ của Cửu Thiên Thập vực ngày càng mạnh mẽ hơn, kể cả là đệ tử của Tên Thiên Nguyên tử kia cũng không có không ít người gia nhập Cửu Thiên Thập vực, sao thích ánh ma tăng có thể còn sống chứ? Nam tử trung niên lắc đầu tỏ ý hoàn toàn không tin. Kim Thư Vũ nhún vai nói, "Ta cũng nói rồi, chỉ nghe đồn mà thôi. Ngươi nhìn kìa, đó không phải có yêu quái cấp 7 xuất hiện hay sao?" Bỗng nhiên nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, nét cười ý vị sâu xa trên khóe môi. Kim Thư Vũ khẽ híp mắt, cười ha hả nói, "Trường Phong Lâm, chúng ta cũng đi theo sau chúng một hồi đi, không gây chuyện, chỉ quan sát thôi." Trường Phong Lâm cười nói, "Đi nào." hai chúng ta hãy cùng đi phía sau mấy con yêu quái này xem thử, đến tột cùng ở phía ngoài vực có chuyện gì xảy ra. Chương 55, không chọc nổi đâu. Đi mau. Rầm. Một con xích vĩ hồng ưng từ trên trời hung hãn giáng mạnh xuống, cây cối núi đá đều hóa thành phấn vụn, cuộn lên một trời khói bụi. Kinh như tuyết từ từ hạ xuống với vẻ mặt không biểu cảm, nhìn con yêu quái cấp 5 đang thoi thóp trước mắt. Tiger đứng bên cạnh cách đó không xa khẽ nuốt nước bọt. Cảnh giới bằng nhau thế nhưng thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mà. Trên cảnh giới tu vi mà nói thì con xích vĩ hồng ưng cấp 5 này tương đương với kinh như tuyết, thế nhưng nó lại bị đánh đến mức mẹ đẻ cũng nhận không ra luôn, chẳng hề có sức đánh trả. Nếu như nàng đến hóa thần cảnh thì có khi nào mình cũng bị treo ngược lên đánh như vậy không nhỉ? Kinh như tuyết đi đến trước mặt xích vĩ hồng ưng, đối phương ngước đầu một cách khó khăn, ánh mắt nó nhìn nàng với vẻ rất van xin, muốn xin nàng tha chết. Âm. Kinh như tuyết hoàn toàn không có phản ứng, đấm nát đầu nó chỉ với một quyền, sau đó nàng lấy yêu đan từ trong người xích vĩ hồng ưng ra. Tim Tiger đập lệch một nhịp. Trong khoảng thời gian này kinh như tuyết chém giết rất nhiều lần, việc này đã biến nàng trở thành một nữ ma đầu máu lạnh vô tình rồi, ra đòn sát thủ không hề do dự dứt khoát quyết đoán mà còn đánh thẳng vào chỗ hiểm ngươi có muốn không kinh như tuyết cầm yêu đang màu xanh nhạt nhìn về phía tiger tiger với vẻ mặt hớn hở vội vã nói đa tạ tiểu thư trong nội đan con yêu quái này đều là yêu nguyên tinh khiết đối với yêu quái chúng ta rất có ích với ngươi thì vô dụng cầm lấy kinh như tuyết ném yêu đang qua cũng ngay lúc này bọn họ cảm nhận được linh khí trời đất bị tan biến một cách nhanh chóng sau một chốc đã không còn cảm nhận được bất kỳ luồng linh khí nào tồn tại nữa rồi vẻ mặt tiger biến sắc hoảng sợ nhìn về phía xa chuyện gì thế tại sao bỗng nhiên linh khí lại mất sạch sẽ thế chẳng lẽ toàn bộ thiên nguyên giới đều bị mất sạch linh khí sao tiger kích động hỏi bây giờ nó đang hết sức hoảng loạn nếu như nói toàn bộ linh khí biến mất thì chính là tai họa ngập đầu đối với người tu luyện và yêu quái đó đã không còn linh khí để hấp thu tu vi sẽ bị thụt lùi một khi điều đó xảy ra thì tuổi thọ của rất nhiều lão già đầu và lão yêu quái sẽ cạn kiệt ngay tức khắc trong phút chốc việc chết bất đắc kỳ tử cũng có khả năng xảy ra vẻ mặt kinh như tuyết cũng hoang mang nhìn về phía ngoại vực nói những luồng linh khí này đều điên cuồng lao về cùng một hướng là núi thiên tử phải không tiger ngây người nó cảm nhận hướng rút đi của linh khí thật sự có vẻ giống như là hướng đi về phía núi thiên tử hình như là vậy. Đại nhân muốn tuyệt đường sống của sơn mạch thiên loan luôn hay sao? Linh khí là thứ rất linh động khó có thể khống chế được, bình thường thì cao thủ lợi hại đều dùng tụ linh trận, có thể tập hợp linh khí chừng trăm dặm rót vào là đã giỏi vô cùng rồi, thế nhưng nơi này cách núi thiên tử ít nhất cũng phải trăm vạn dặm đó. Hiện giờ Tiger thật sự không thể nghĩ ra rốt cuộc tu thần làm bằng cách nào. Nó đã quả quyết kết luật việc này là do tu thần làm ra. Việc khoa trương động trời như vậy cũng chỉ có mỗi tu thần có thể làm được. Vả lại linh khí còn rút về phía núi thiên tử. Thì ra việc thầy nói là điều này. Kinh như tuyết bỗng chốc hiểu ra. Ta cảm nhận được dường như có không ít yêu quái lợi hại đi về phía bên kia. Giọng điệu Tiger có vẻ lo lắng. Đi thì cứ đi, thầy sẽ sợ chúng nó sao? Nhìn vẻ mặt của người kia, quan tâm vớ vẩn kinh như tuyết thấy nét mặt của tiger thì liếc mắt xem thường tiger ngượng ngùng khẽ gãi đầu cười ngây ngô nói ta chỉ nhất thời quên mất thôi mà được rồi đi tiếp thôi chúng ta không cần quản chuyện của thầy cho dù chúng ta quản thì cũng không quản nổi kinh như tuyết nói với giọng điệu thoải mái trong lòng nàng tu thần chính là vô địch trên trời dưới đất không ai có thể kiểm soát hắn tiểu thư vẫn muốn rèn luyện hả không có linh khí bị tiêu hao mà không bổ sung vào thì sớm hay muộn cũng không trụ nổi đâu tiger nói với vẻ kinh sợ đây là điều phản ánh lên sự khác biệt giữa yêu quái và con người quái vật chúng nó có yêu đang để dự trữ không có linh khí thì lấy ra dùng trong khoảng thời gian linh khí bị cạn kiệt cũng không tạo nên tổn thất to lớn gì với chúng thế nhưng con người không giống vậy chân nguyên tràn ngập trong đan điền và kinh mạch toàn thân không có linh khí rót vào đó sẽ hao tốn từng chút một không thích hợp để chiến đấu lâu dài. Kinh Như Tuyết khẽ cười, nói, không sao cả, linh khí sẽ lại xuất hiện nhanh thôi, ta đã đoán được đại khái thầy muốn làm gì rồi. Đại nhân đang làm gì thế? Tiger lập tức hỏi với vẻ tò mò. Chỉ là đoán thôi, đến lúc xong việc trở về tự nhiên sẽ biết, đi nào. Kinh Như Tuyết nói. Đi, mục tiêu kế tiếp là một con khỉ hoang, rất buồn nôn đáng ghét. Nó có tu vi cấp 6 hai chúng ta phối hợp xử lý nó tiger nói với giọng điệu hung tàn lúc này có rất nhiều yêu quái đứng chi chít trước núi thiên tử những con yêu quái cấp thấp đều nhìn tu thần từ rất xa không dám đến gần chỉ có hai con yêu quái cấp bảy và tám con yêu quái cấp sáu đứng ngay ranh giới núi thiên tử đây là gì vậy một con thông tí bạch viên nhìn núi thiên tử trước mắt với vẻ mặt hoảng sợ hình thù núi thiên tử giờ đây vừa được tu thần cải tạo thành bộ dạng hoàn toàn khác. Mây tím mờ mịt, sương mờ vòng quanh lúc ẩn lúc hiện, cầu vòng bảy sắc bao phủ cả ngọn núi, cây cối xanh ung tươi tốt, thứ tự rõ ràng, nhìn từ bên ngoài vào là một vùng đất tràn đầy sức sống, giống hệt như tiên cảnh. Núi thiên tử Tại sao ta chưa từng nghe qua ngoại vực này có núi thiên tử vậy? Trường phong lâm cách đó không xa nhíu mày hỏi. Vẻ mặt Kim Thư Vũ cũng hết sức ngưng trọng, thông thả nói, toàn bộ linh khí ngoại vực và trung vực đều bị hấp thu đến đây rồi, độ dày của linh khí ở bên trong sợ là không chỉ gấp trăm lần bên ngoài. Bản lĩnh này có thể chọc trời đó. Không thể chọc nổi đâu, đi mau. Đi hả? Đi đâu? Trường Phong Lâm ngạc nhiên hỏi. Nội vực, vô nguyên cốc? Chương 56, tội này ta không gánh, dãy núi này xuất hiện từ khi nào vậy?" Con yêu quái thông tí bạch viên cấp 7 ngạc nhiên hỏi. Một con yêu quái cấp 7 khác là Thất Vĩ Hắc Hồ nói với vẻ mặt khó coi, "Đột nhiên xuất hiện vào thời gian trước, nhưng lúc đó bàn tay khổng lồ che trời vỗ xuống, nên ta không dám tới nhìn kỹ. Hiện giờ toàn bộ linh khí ở ngoại vực và trung vực đều bị hút vào dãy núi này. Lần đầu tiên ta gặp được kẻ có bản lĩnh như vậy." vậy chúng ta có cần đi đòi công bằng nữa không? Một con kim ngạch thú mãn cấp 6 nuốt nước, nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Lần này chúng tới đây là muốn đòi công bằng. Dù sao linh khí cũng từ trời đất mà ra, nó thuộc về tất cả yêu quái và con người. Ngươi một mình rút củi đáy nồi, trực tiếp lấy sạch toàn bộ linh khí thì con người và yêu quái khác còn tu luyện thế nào được? Gần đây ngoại vực xuất hiện rất nhiều hiện tượng và sự việc kỳ quặc nên lũ yêu quái này không dám đơn độc tới đây, nhất là mấy tháng trước chúng còn bị bàn tay khổng lồ che trời dọa cho mất mật. Cho nên có hai vị đại lão cấp 7 dẫn đội, đương nhiên là chúng nó lập tức kéo bè kéo cánh đến đây để đòi lại công bằng. Dù sao nếu quả thực không có linh khí thì tất cả mọi người đều sẽ đi đời nhà ma. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngọn núi thiên tử này, trong lòng bọn chúng lại hơi bồn chồn lo lắng, sợ rằng thủ bút này là tác phẩm của một vị đại năng nào đó. Phải chăng vị đó muốn xây dựng nơi này thành tiên cảnh trong truyền thuyết? Linh khí bên trong đậm đặc đến mức động thành sương mù rồi. Nếu chúng ta có thể tu luyện ở trong đó thì chẳng phải là làm ít công to hay sao? Một con yêu quái xích thủy tam nhãn ngưu yêu nói, ngọn lửa tham lam đang bùng lên trong đôi mắt nó. Thất Vĩ Hắc Hồ nhíu mày, khuôn mặt hình tam giác của nó lập tức sầm lại, toát ra vẻ lạnh lùng con xích thủy tam nhãn ngưu yêu chợt trung bắn cả người. Vội vàng cười trừ, không dám mở miệng nói bừa nữa. Lão hắc, yêu thức của ngươi lợi hại hơn ta. Ngươi thử nhìn xem dãy núi này rốt cuộc có thứ gì. Thông tí bạch viên nói. Hắc hồ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Ung. Um. Đám yêu quái lập tức nhìn thấy trên người hắc hồ tỏa ra từng đợt sóng không gian màu đen, nhanh chóng tràn lên núi thiên tử, chỉ chớp mắt đã bao phủ cả dãy núi rộng lớn. Một khắc sau, Thất Vĩ Hắc Hồ mở bừng mắt, trong ánh mắt ẩn chứa sự kích động và niềm hưng phấn không dễ phát hiện. Tuy những cảm xúc ấy chỉ lóe lên trong mắt Thất Vĩ Hắc Hồ rồi biến mất ngay, nhưng Thông Tí Bạch Viên ở bên cạnh vẫn nhạy bén nhận ra. "Thế nào rồi Hắc Hồ đại nhân?" Kim Ngạch Mãn Thú vội vàng hỏi. Trên đỉnh núi có chín tòa cung điện. Trong cung điện có con người, tu vi thông thiên vừa rồi hắn cảnh cáo ta bảo ta phải lập tức rời đi không được bước vào trong đó không được đến gần ngọn núi nào trong phạm vi một trăm dặm nếu không chắc chắn sẽ bị hình thần câu diệt thất vĩ hắc hồ tỏ ra vô cùng hoảng hốt giọng nói cũng mang theo vẻ sợ hãi không thôi giọng của nó không lớn nhưng vẫn truyền vào tai của lũ yêu quái trong chu vi trăm dặm bầy yêu quái đang trông ngóng ở mười mấy dặm phía sau nhất thời ồ lên xôn xao nhưng chỉ dám thì thầm bàn tán. Hắc hồ đại nhân có tu vi cấp 7 mà cũng không thể địch lại sao? Ngài và bạch viên đại nhân cùng xông lên cũng không thắng được à? Xích thủy tam nhãn ngư yêu ngay người hỏi. Yêu quái tu vi cấp 7 còn bị dọa đến mức này. Cấp 7 là đế cảnh đó. Vậy chứng tỏ người trong cung điện trên đỉnh núi kia là cường giả thánh tôn cảnh sao? Có đùa không vậy? Cường giả thánh tôn cảnh có uy danh và tu vi đến mức nào chứ? chẳng lẽ là một vị trong thống nhất vượt ra ngoài khai tông lập phái? Đầu óc bị chập mạch hay sao? Ngươi muốn lên thì tự lên đi. Bản tọa không muốn chết cùng các ngươi. Cáo từ. Thất vĩ hắc hồ nói xong bèn xoay người hóa thành làng sương đen rồi biến mất. Sau đó, tám con yêu quái cấp sáu bèn nhìn sang thông tí bạch viên. Ánh mắt nó hàm chứa ẩn ý sâu xa, liếc nhìn ngọn núi thiên tử xa xa phía sau lưng, sau đó lên tiếng, nếu các ngươi không sợ chết, thì có thể lên xem một chút. Lão Phu không tháp tùng các ngươi đâu. Dù sao có thể sống được mấy nghìn năm cũng chẳng dễ dàng gì. Nói xong, thông tí bạch viên cũng biến mất luôn tại chỗ. Còn lại tám con yêu quái cấp 6 nhìn lẫn nhau. Lão đại đi cả rồi, chúng nó phải làm sao bây giờ? Lẽ nào thực sự phải rời khỏi đây, suốt đời không được đi vào nửa bước ư? Tam nhãn, ngươi thấy thế nào? Kim Ngạch thú mãn nhìn xích thủy tam nhãn ngư yêu hỏi. Ánh mắt tam nhãn ngư yêu trở nên hung hãn, nó nghiến răng nghiến lợi, sẵn giọng nói, lão tử không tin. Ta không đi lên, ta sẽ tu luyện ở ngay chân núi này. Hắn đã hấp thụ hết linh khí, chẳng lẽ tu luyện cũng không cho. Ở đâu ra mà bá đạo như thế? Nói xong, tam nhãn ngư yêu xoay người đi lên núi thiên tử. Đùng đoàn. Đúng lúc này, bỗng nhiên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mấy đường sấm sét màu đen mang theo sức mạnh diệt hồn khủng khiếp không gì sánh được nháy mắt đánh thẳng lên người tam nhãn ngư yêu. Đoàn đoàn. Bóng dáng của tam nhãn ngư yêu lập tức bị tia sét đen nuốt chững. Núi rung đất chuyển. Từng làn sóng màu đen đáng sợ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, thân xác của lũ yêu quái có tu vi thấp kém lập tức bị đánh tan thành làn sương màu máu. Chạy đi! Chạy mau! nơi này không thể đến được vô số yêu quái kêu cha gọi mẹ chạy tán loạn khắp chốn bảy con yêu quái cấp sáu còn lại cũng kinh hồn tán đảm tam nhãn ngưu yêu cứ thế chết đi yêu quái cấp sáu như nó mà nháy mắt đã tan thành tro bụi đi nhanh đi nhanh còn lề mề là chúng ta cũng xong đời kim ngạch thú mãn run rẩy nói quay đầu bỏ chạy những con khác cũng hấp tấp chạy theo nó ra khỏi đây cái nơi không thèm nói lý thế này chúng nó không tư cách cũng không dám tiếp tục làm bừa nữa tam nhãn ngư yêu chính là ví dụ sống kia kìa ở đây không có linh khí thì cùng lắm đến nơi khác là được nhưng nếu mạng mà không còn thì đúng là mất hết tất cả chưa đến một khắc sau trong phạm vi trăm dặm vắng tanh im phăng phắc thậm chí ngay cả động vật nhỏ cũng chạy mất dạng Lúc này tu thần đang lơ lửng trên không trung cao 10.000 mét nhìn xuống mọi thứ bên dưới, tặc lưỡi một tiếng đầy nghiền ngẫm. Tội này ta không gánh. Chương 57, có bảo bổi thì đương nhiên phải chia đều sau khi toàn bộ yêu quái, động vật nhỏ trong phạm vi 100 dặm quanh núi thiên tử chạy mất, bóng dáng thất vĩ hắc hồ lại một lần nữa ngưng tụ ra. Tam nhãn ngưu yêu là bị nó giết cấp 6 và cấp 7 chênh lệch cực kỳ lớn, âm thầm tạo ra một đòn sấm sét mạnh mẽ hoành tráng vô cùng dễ dàng. Linh đan tiên thiên ơi là linh đan tiên thiên, không ngờ nó lại lại xuất hiện ở nơi này. Chỉ có điều vì sao bên trong đó chỉ có một phàm nhân. Vùng núi này rốt cuộc do ai xây dựng nên? Hắc hồ nhíu mày thật chặt, không nghĩ ra nổi tình huống nơi này là như thế nào. Nó tự biết mình không thể làm ra được đồng tĩnh lớn nhường này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng thuộc pháp tụ linh trong vòng 100 dặm là nó đã không thể thi triển được rồi. Bởi vậy nó kiên dè, không dám đi bừa vào trong. Nhưng Hắc Hồ lại không muốn những yêu quái khác biết đến sự tồn tại của linh đang tiên thiên, cho nên nó đã diễn một màn kịch như vừa rồi. Vùng đất đậm đặc linh khí này được ngăn cách rất rõ ràng, giống như có một cái lồng hình cầu vô hình bao bọc toàn bộ linh khí vào trong dãy núi, không cho chảy tràn ra ngoài. Rốt cuộc ta có nên đi vào không? Sợ rằng lúc tiến vào sẽ chạm phải pháp trận cấm chế lợi hại, Hắc Hồ thầm do dự trong lòng, nhưng bảo nó từ bỏ là chuyện không thể nào. Nó đã tiêu hao toàn bộ tiềm lực, cấp 7 đã là cực hạn của nó. Nếu muốn đột phá một lần nữa đến cấp 8 thì chắc chắn phải dựa vào linh đan tiên thiên. Tương lai của nó ở trên đỉnh núi này, nếu cứ thế mà bỏ đi thì chắc chắn nó sẽ cực kỳ không cam lòng. Ha ha ha. Lão phu biết ngay ngươi lại giở trò lừa bịp mà. Đột nhiên sau lưng hắt hồ vang lên tiếng cười sang sảng. Nó sầm mặt, quay đầu lại. Giờ phút này, Thông Tí Bạch Viên đang nhìn chầm chầm nó với vẻ mặt đầy hứng thú. Trên núi này hoàn toàn không có đại năng bản lĩnh thông thiên như ngươi nói đúng không? Lão phu nghĩ chắc hẳn có một thứ gì đó giống bảo bối ở trên đó. Cho nên ngươi mới cố ý nói những lời đó để đuổi chúng ta đi thông tí bạch viên không ngừng cười gằn. Nó sống lâu như vậy, lại qua lại nhiều năm với hắc hồ, nên vẫn có đôi phần hiểu được tên kia. Nếu quả thực đại năng cảnh cáo, yêu cầu bọn chúng phải lập tức rời đi như lời nó nói, vậy thì hắc hồ đâu có nói nhiều như vậy. Nó nổi danh là giết chóc máu lạnh, phỏng chừng còn suối bẫy những con yêu quái khác lập tức đi vào xem. Thất vĩ hắc hồ cười khẩy một tiếng, đáp, không tin thì ngươi cứ lên thử xem hoặc là dùng yêu thức của ngươi thăm dò dãy núi thì biết. Thông tí Bạch Viên cười nhạo nói, Lão Phu là thể tu. Thuộc pháp thần thông thuộc về thể loại chiến đấu. Đương nhiên là không thể so được với yêu thức pháp tu có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong như của ngươi được. Nói xong, thông tí Bạch Viên nhìn cái hố sâu hóm bên cạnh, phía trên vẫn còn nồng nặc mùi máu tươi. Tam nhãn ngư yêu cũng thật đáng thương, khổ sở vất vả mới tu luyện được đến cấp 6 vậy mà bị ngươi giết một cách vô tội như thế. Xong, trên sơn mạch thiên loan này thực lực chính là tất cả. Chết thì cũng chết rồi. Thất vĩ hắc hồ liếc một cái đầy khinh thường. Nó biết bây giờ muốn giấu con vượng già này cũng không giấu được nữa rồi. Nếu đã không tin lời ta nói, vậy thì cùng ta đi lên một chuyến, thế nào? Trên gương mặt tam giác của thất vĩ hắc hồ lộ ra ý cười âm trầm, nhìn có vẻ rất gian tà. Thông tí Bạch Viên nhún vai như chẳng việc gì, đáp: "Lão phu thì chẳng sao, nhưng nếu trên ấy quả thực có bảo bối gì, thì đến lúc đó phải chia thế nào?" Bọn chúng cùng là yêu quái, đều biết đồng loại mình có đức hạnh gì. Có một số việc Thông tí Bạch Viên phải trực tiếp đưa ra để bàn bạc. Bà. Thất Vĩ hắc hồ hiếp đôi mắt nhỏ đang ánh lên sự sắc bén, tiếp đó bật cười ha hả, "Đương nhiên là chia đều rồi. Nếu trong đó có người ngăn trở, kẻ có thể xây dựng nên cảnh giới này sợ rằng tu vi cũng không hề thấp, ta và ngươi sẽ liên thủ lại giết đối phương. Bảo bối còn lại thì chia mỗi người một nửa. Được. Thông tí bạch viên gật đầu đáp. Thất vĩ hắc hồ không ngừng cười nhạt trong lòng. Đến lúc đó ngộ nhở mọi chuyện thực sự xảy ra như vậy, nó sẽ giải quyết người bên trong trước, sau đó lập tức hạ độc thủ thông tí bạch viên. Linh đăng tiên thiên đâu phải là bảo bối có thể chia. Chỉ có điều, thông tí bạch viên cũng vừa vặn nghĩ như vậy. Mời. Thất vĩ Hắc hồ nghiêng người, dùng tay ra hiệu mời. Mời ngươi đi trước. Thông tí bạch viên mỉm cười nói. Thằng nào đi trước là thằng đấy ngu. Nếu không thì chúng ta cùng sống đôi đi vào. Thất vĩ Hắc hồ đề nghị. Được thôi. Thông tí bạch viên lại gật đầu lần nữa. Hai con yêu quái đồng thời xoay người, đứng song song chuẩn bị đi vào núi thiên tử. Thế nhưng bọn chúng lập tức sững người. Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu yêu lúc này đang trợn trừng ba con mắt đỏ sọc như máu, mặt mũi dữ tợn nhìn chằm chằm hai đồng loại của mình, cái mũi trâu to đùng của nó thở phì phì từng hơi nặng nề. "Tại sao ngươi lại giết ta?" Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu yêu giận dữ gầm lên. Thất Vĩ Hắc Hồ và Thông Tí Bạch Viên quả thực không thể tin nổi vào hai mắt mình. Chúng đã tận mắt nhìn thấy Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu yêu tan thành mây khói hơn nữa yêu nguyên còn bị phá tan tành. Vì sao bây giờ nó lại bỗng nhiên xuất hiện? Nhất là thất vĩ hắc hồ, đối phương là do chính ta nó dùng lôi pháp giết chết. Chỉ là yêu quái cấp 6 mà thôi, một yêu quái tu vi cấp 7 như nó dốc toàn lực ra một đòn thuật pháp chẳng lẽ lại không chết ư? Hơn nữa lúc này sức mạnh của tam nhãn xích thủy ngư yêu vô cùng cường đại, hoàn toàn không hề giống kẻ vừa bị thương chút nào. Thông tí bạch viên trừng mắt nhìn sang thất vĩ hắc hồ, Ánh mắt ấy mang hàm ý, ngay cả một vết thương cũng không có. Ngươi đang trêu chọc ta sao? Giết một con trâu cấp 6 mà một cộng lông cũng không rụng Ngươi ăn gì mà lớn lên vậy? Không thể nào. Trúng phải hắc pháp nguyên lôi toàn lực của ta. Một con yêu quái tu vi cấp 6 như ngươi không thể nào sống sót được mới phải. Thất Vĩ Hắc Hồ thất thanh kêu lên. Định cho bản tôn gánh tội thay ư? Không được đâu. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trước mặt chúng. Ngay sau đó, trước bậc thang ở cửa vào núi thiên tử, tu thần ngồi trên ghế lưu ly bạch ngọc, một tay chống cầm, mỉm cười nhìn bọn chúng. Chương 58, không cướp được thì chịu thiệt, không cướp được thì hối hận. Con người tu thần không thích gánh tiếng xấu thay người khác. Nếu hắn giết, chắc chắn hắn sẽ nhận nhưng không phải do hắn giết mà cứ bắt hắn phải mang tội thay thì hắn sẽ hồi sinh lại kẻ bị giết rồi trả lại cho ngươi trong lúc giao lưu với tiger lần trước tu thần đã biết được một việc đường phân cách màu trắng trước kia của mình có khả năng khiến người khác nảy sinh lòng ngờ vực cho nên hắn đã xóa đường phân cách màu trắng ấy đi hơn nữa bản thân hắn tập hợp toàn bộ linh khí của trời đất vào trong phạm vi của núi thiên tử cách thức này chắc chắn sẽ khiến kẻ khác kiên dè đối phương sẽ hoàn toàn căn cứ vào phạm vi bao phủ của linh khí mà đoán ra tranh giới phạm vi cấm chế của ngươi ở chỗ nào. Cho nên, mặc dù lần này hắn bao vây linh khí vào trong phạm vi cả ngọn núi thiên tử, nhưng lĩnh vực vô địch của hắn thực ra không hề dùng phạm vi này làm điểm giới hạn, mà phải phóng ánh mắt ra ngoài thêm hơn 300 mét nữa. Cũng chẳng còn cách nào, hiện giờ điểm lĩnh vực rất thiếu thốn, muốn mở rộng hơn nữa cũng không có biện pháp cho nên nơi mà ba con yêu quái này hiện đang đứng chính là trong phạm vi vô địch của tu thần. Hai con cấp 7, giết chết có thể nhận được 20.000 điểm lĩnh vực, trong nháy mắt sẽ mở rộng thêm về phía trước 20.000 20 mét. Đến lúc đó phạm vi vô địch lại càng khiến người khác khó lòng đề phòng. Về phần điểm kinh nghiệm, 2 triệu so với 1 tỷ thì chẳng khác nào như muốn bỏ bể. Xong, hắn cũng chẳng cần gấp gáp. Hiện giờ chỉ cần giết thêm nhiều người hoặc yêu quái lợi hại để cố hết sức mở rộng lĩnh vực vô địch cho mình là được. Phạm Nhân Thông tí Bạch Viên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi, nó quả thực không thể tin nổi vào mắt mình. Sơn mạch thiên loan này là cấm khu đối với Phạm Nhân. Quả thực không phải tu luyện giả, mà là Phạm Nhân. Phạm Nhân tiến vào, hữu tử vô sinh. Lúc này, một Phạm Nhân không hề có chút tu vi, không hề có chút linh khí dao động nào đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn chúng. Mà điều quan trọng nhất là bọn chúng không hề phát giác ra. Cảnh tượng này không giống với việc tam nhãn ngư yêu vừa xuất hiện sau lưng chúng. Ban nãy hai con yêu quái vẫn luôn đối diện với bậc thang ở cửa núi, nhất là thất vĩ hắc hồ mấy giây trước còn liếc mắt nhìn. Sao? Kinh ngạc quá à? Tu thần nhếch miệng cười hỏi, sau đó bắt tréo hai chân. Chính ngươi đã hồi sinh nó thất vĩ hắc hồ chỉ vào tam nhãn ngư yêu. Lạnh giọng quát hỏi. Khốn kiếp. Hắc hồ, lão tử đắc tội gì ngươi mà ngươi lại đánh chết ta? Tam nhãn ngư yêu lập tức trống lên. Ánh mắt thất vĩ hắc hồ chợt lạnh đi, cổ hơi chuyển động. Trong phút chốc, gương mặt đỏ gây của tam nhãn ngư yêu chuyển sang trắng bệt, cả người run lẩy bẩy, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn. Cấp 6 đối đầu với cấp 7, chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi có tư cách hỏi vì sao ư? Hắc hồ hỏi. Sau đó nó hiếp đôi mắt tam giác nhìn về phía tu thần, nói, đại trận tụ linh này không phải là người bố trí đấy chứ. Vừa rồi ta dùng yêu thức thăm dò một phen. Trừ ngươi và ba con tiểu yêu cấp ba ra thì trong vùng núi này không hề có ai khác. Thất vĩ hắc hồ xem như không có linh đang tiên thiên ở trong đó, đồng thời nó cũng không muốn nói ra. Sau khi giết được tên phạm nhân này, nó sẽ tiện thể dở thủ đoạn đánh lừa thông tí bạch viên, không thì nói bốn con tiểu yêu đến lúc đó sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Tu thần cảm thấy buồn cười, đương nhiên là trong lòng hắn rất rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì. Người nói sai rồi, không phải ba con tiểu yêu, nghiêm chỉnh mà nói thì là bốn con. Tu thần nói. Thất vĩ hắc hồ chợt biến sắc, nhìn chầm chầm tu thần bằng ánh mắt thâm độc. Lạnh giọng nói, xem ra, phàm nhân như ngươi có chỗ dựa rồi sao? Chẳng lẽ bên trong bức bình phong linh khí này có thứ cấm chế gì lợi hại phải không? Khiến ngươi không biết sợ là gì? Đừng đổi chủ đề, chúng ta đang nói về vấn đề rốt cuộc là ba con hay bốn con tiểu yêu. Con khỉ kia, con hồ ly này rất thiếu trung thực, rõ ràng có bốn con, vì sao lại nói là ba con nhỉ? Ngươi đoán xem nguyên nhân là gì? Tu thần nhìn thông tí bạch viên đang đứng một bên, hỏi sắc mặt thông tí bạch viên hiện rõ vẻ căng thẳng, nó nhìn về phía thất vĩ hắc hồ. Ngươi đang kéo dài thời gian đúng không? Sau khi nhìn một cái thật sâu vào hắc hồ, thông tí bạch viên lại quay đầu nhìn tu thần, cười nhạo. Tu thần thở dài một tiếng, đáp, mấy con yêu quái cấp 7 này, con nào con nấy đều lòng dạ thâm sâu. Con người ta khá là thích làm cho kẻ khác trở mặt thành thù. Tu thần nói xong, giơ tay phải túng vào hư không a à ô. À ô kim cầu xuất hiện trong tay hắn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì nó đang chơi hết sức vui vẻ với ba con khác ở trong sân nhà mới sao bỗng nhiên lại xuất hiện dưới chân núi thế này đây là linh đan tiên thiên linh đan tiên thiên thực sự tồn tại ư thông tý bạch viên và tam nhãn xích thủy ngưu yêu vừa nhìn thấy kim cầu hơi thở chợt gấp gáp ẩn chứa trong nét mặt kinh ngạc là sự tham lam không gì sánh nổi. Lúc này, gương mặt thất vĩ hắc hồ hết đen lại xanh. Tên phàm nhân này thực sự không sợ chết chút nào sao? Kiêu ngạo đến mức độ này. Ngay cả Linh Đan Tiên Thiên cũng dám tùy tiện lấy ra. Chẳng lẽ hắn không biết rằng thứ này vừa xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không còn đường xoay sở hay sao? Hậu quả của việc này chính là nó, thông tí bạch viên, tam nhãn xích thủy ngưu yêu và cả chính tu thần nữa, Ba yêu quái một con người, cuối cùng chỉ có một kẻ được sống sót, kích động lắm phải không? Hô hấp mang theo cả hơi nóng đúng không? Cảm thấy trái tim mình sắp từ cuốn họng sắp nhảy vọt ra ngoài rồi phải không? Tu thần nhìn ba con yêu quái trước mắt, cười đầy hứng thú. Vậy thì còn chờ gì nữa, tới cướp đi. Cướp được thì chính là của mình, không cướp được thì chịu thiệt, không cướp được thì hối hận. Tu thần nói ra những lời khiêu khích vô cùng bị ổi khiến thất vĩ hắc hồ giận sôi gan. Chương 59, chơi trò tâm lý tới mức thuần thục. Chương 59, chơi trò tâm lý tới mức thuần thục. Tu thần càng là kiêu ngạo không thèm kiên dè dạ như vậy, thì lại càng khiến cho thất vĩ hắc hồ và thông tí bạch viên kiên dè. Dạ. Bởi vì chúng cảm thấy cái tên người phạm này nhìn không giống kẻ ngu, trái lại trong hắn còn vô cùng giống kẻ trộm gà phương ngữ bắc kinh có nghĩa là keo kiệt rất tính toán ít kỷ dám nghênh ngang oai phong dù chúng nó tới giành lấy linh đan tiên thiên trước như vậy chắc chắn là hắn có chỗ dừa hơn nữa hiện tại chúng nó còn không rõ vì sao tam nhãn xích thủy ngưu yêu lại sống lại sống lại như thế nào điều này khiến chúng sợ đang có một vị cường giả tuyệt thế đang ẩn dấu tu vi nào đó núp ở xung quanh đây chờ chúng nó tự lao đầu vào chỗ chết Hiện tại, thất vĩ hắc hồ vừa xác nhận tu thần chính xác là một người phàm, cho dù người có lợi hại đến mấy, thì trên người vẫn sẽ tồn tại linh khí chuyển động. Chúng nó đã luyện đến tu vi cấp 7, nên cũng có thể cảm giác được rất nhiều thứ. Huống chi bản thân thất vĩ hắc hồ còn vô cùng mẫn cảm với thuật pháp linh khí. Thằng nhãi này kêu căng gớm nhỉ, e là ngươi không biết chữ chết viết như thế nào đâu. Thông tí bạch viên cũng vô cùng tức giận. Nó đã sống đến mấy nghìn năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó bị một tên người phàm khiêu khích. Tức lắm đúng không? Thế tới đây đi. Tu thần vừa nói vừa vẫy tay với đối phương. Người muốn chết. Thông tí bạch viên thoạt trông như là thật sự là không thể nhìn được nữa, nó quát lên một tiếng đầy phẫn nộ, sau đó quả đấm của nó bỗng nhiên trở nên khổng lồ, to lên đến trăm mét, yêu nguyên màu trắng tràn ra khắp toàn thân, không gian xung quanh cũng bắt đầu rung rung vặn vẹo, trở nên không rõ ràng. Khóe miệng của thất vĩ hắc hồ dương lên, thân thể nó đi lùi về phía sau, còn tam nhãn xích thủy ngưu yêu thì kinh hồn bạc vía vội vàng tránh né. Lão Phu chỉ dùng một quyền này là có thể lấy luôn mạng chó của ngươi. Thông tí bạch viên nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tung một quyền về phía tu thần. Không gian nơi một quyền này đập qua đều nổ tung, bị xé rách ra, tạo thành vô số vết nước sâu màu đen xuất hiện ở xung quanh cánh tay của nó, im hơi lặng tiếng, như thể không gian đã biến mất. Á Á Á Á Á. Kim Cầu ở trong tay Tu Thần cảm thụ được quy lực của quả đấm này, nên nhất thời sợ đến mức kêu gào, nhảy dựng loạn xạ lên. Ánh mắt của Thất Vĩ Hắc Hồ hiện lên một vẻ thâm độc. Lúc đòn tấn công của Thông tí Bạch Viên còn chưa tới trước mặt Tu Thần, bỗng nhiên tay trái khô héo như vương lên, từng pháp cầu màu đen xuất hiện trong tay nó, lực lôi điện màu đen như mạng nhện vụt lóe, lao thẳng tới bốn phương tám hướng không xong. Bỗng nhiên sắc mặt của Thông Tí Bạch Viên biến đổi, bởi vì nó cảm nhận được hơi thở của cái chết. Hơi thở này truyền tới từ phía sau. Thất Vĩ Hắc Hồ lại đánh lén mình vào lúc này. Nhưng một quyền mang theo sự phẫn nộ của nó đã đánh ra, không kịp thu thế quay người lại nữa. Mà viên bá thể, Thông Tí Bạch Viên hét lên một tiếng cực kỳ giận dữ, yêu đang ở mệnh môn trong cơ thể chợt bùng phát ra rất nhiều yêu nguyên khí thế toàn thân tăng vọt, rồi cả người nó chợt vụt cao lên vài trăm mét, trông giống như một ngọn núi nhỏ. Phệ hồn nguyên lôi. Cùng lúc đó, giọng nói của thất vĩ hắc hồ cũng vang lên. Chỉ thấy bóng dáng của nó hệt như đám yêu ma quỷ quái, vô số cái bóng biến hóa lao tới phía sau thông tí bạch viên, pháp cầu màu đen ở tay trái của nó kia phình to lên mấy chục mét, xung quanh gió bão đen xì cuồng loạn gào thét, lôi điện màu đen như mạng nhện đánh lan tràn bốn phương tám hướng khắc hồ. Người muốn chết. Thông tí bạch viên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng nó vẫn chậm một bước. Bởi vì pháp cầu màu đen kia đã đánh lên trên lưng của nó rồi. a à. Thông tí bạch viên phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, sóng âm từ tiếng kêu đó lan ra, khiến rừng rậm cây cỏ ở xung quanh vỡ vụn thành tro trong nháy mắt, mặt đất thì bị nứt toát nổ tung. Nếu hai người đánh nhau lúc bình thường, vì thất vĩ hắc hồ và thông tý bạch viên đều là cấp 7, thực lực của cả hai đều tương xứng nên không ai có thể biết rõ kết quả xem ai là người thắng cuối cùng nhưng lần này là một đòn toàn lực trong lúc thông tý bạch viên đang toàn lực chém giết tu thần thất vĩ hắc hồ lại đột nhiên gây khó dễ khiến cho đối phương không kịp đề phòng chúng nó đều là yêu quái mấy ngàn tuổi sao thông tý bạch viên lại có thể không biết ý đồ kia của thất vĩ hắc hồ chứ nó cố ý làm bộ bị tu thần chọc giận sau đó tấn công, nhưng thực mục đích của nó là linh đan tiên thiên. Nếu để nó lấy được linh đan tiên thiên, thì nếu muốn lấy lại thì rất là khó khăn. Giả sử nó muốn chạy trốn, thì hắc hồ đúng là chưa chắc sẽ đuổi kịp. Thất vĩ hắc hồ kiên kỵ tu thần dùng bẫy, có pháp trận cấm chế ở trong người, và thông tí bạch viên thì lại nhìn trúng tâm tư kiên kỵ ấy của hắc hồ, cho nên nó mới giả vờ làm một tên lỗ mãn bị chọc tức giận đoán là hắc hồ nhất định sẽ cam tâm tình nguyện nhìn nó ra tay trước. Nhưng điều làm cho thông tí bạch viên chắc chắn không thể ngờ chính là, thất vĩ hắc hồ lại trực tiếp đánh lén mình, và giờ khắc này rốt cuộc nó cũng hiểu rõ con hồ ly này đã sớm nhìn thấu tâm tư của nó từ lâu rồi, thậm chí việc hắc hồ tỏ ra kiên kỵ trước đó cũng là giả vờ. Nhưng nghĩ thông suốt tất cả thì đã muộn rồi. Bởi vì pháp cầu màu đen đã đập vào lưng thông tí bạch viên. Đây là một kích mạnh nhất của thất vĩ hắc hồ. Dù trong nháy mắt nó sử dụng thần thông bản mệnh của mình, mà viền bá thể có phòng ngự cực kỳ mạnh. Nhưng đối mặt với thuật pháp tu phệ hồn, nó vẫn bị thương nặng. Pháp cầu màu đen bay thẳng nhập vào lưng Thông Tí Bạch Viên, sau đó nổ tung ở bên trong. Một tiếng nổ vang dữ dội vang lên, bỗng nhiên toàn thân màu trắng của Thông Tí Bạch Viên bị những sợi màu đen lan tràn khắp người. Những sợi màu đen đó bắt đầu lan ra từ lưng, chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Khiến lúc này nó có cảm giác như thể linh hồn của mình đang bị tầm ăn và cắn nuốt không ngừng nghỉ, loại đau đớn này quả thực không thể nói thành lời. Có trách thì trách ngươi quá ngu. Thất Vĩ Hắc Hồ cười gằn một tiếng nói. Sau đó nó tung một chưởng đánh thông tí bạch viên to lớn trăm mét lún xuống đất. Ở một bên, khi thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu yêu hoảng sợ, nó kinh hoàng tới mức lạnh run cả người, không dám nhúc nhích. Lúc này Câu hỏi nó muốn hỏi là tại sao Hắc Hồ Thất Vĩ lại giết mình thì giờ là có muốn cũng không dám muốn hỏi nữa, mà trong lòng chỉ cầu nguyện đối phương đừng giết nó. Bốp. 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 Tu thần khẽ vỗ tay, khóe miệng hắn nhếch lên thể hiện ý cười đầy nghiền ngẫm. Người ta thường nói hồ ly giáo hoặc nham hiểm thâm độc và xảo trá, ngày hôm nay coi ta đã được chứng kiến tận mắt rồi. Lợi hại, rất lợi hại cái trò chơi tâm lý này quả là ngươi sử dụng quá thuần thục mà. Chương 60, ngày hôm nay các ngươi không ai có thể đi được dù sao thông tí bạch viên cũng đang ở trình độ tu vi cấp 7, tuy nó bị pháp thuật mạnh nhất của thất vĩ hắc hồ đánh trúng, rồi lại bị hắc hồ đánh tiếp một đòn nghiêm trọng lúng hẳn xuống dưới đất, nhưng vẫn không chết. Tuy nhiên, vì nó bị trọng thương quá nặng nên giờ đã không có bất kỳ uy hiếp gì với thất vĩ hắc hồ. Hắc hồ muốn xử lý xong tu thần để bắt Linh Đan Tiên Thiên vào tay, sau đó mới giết thông tí Bạch Viên và tam nhãn xích thủy ngư yêu. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi hãy chủ động ngoan ngoãn giao Linh Đan Tiên Thiên ra đây. Thất vĩ hắc hồ nhìn chầm chầm tu thần, cất giọng lành lạnh nói. Tu thần nhìn cái hố to trên đất ở trước mặt một lúc, trong cái hố đó thông tí bạch viên đang dãy dụ chật vật muốn thoát ra. Ngươi không định giết nó trước sao? Tu thần chỉ ngón tay vào thông tí bạch viên, hỏi. Hắc hồ liếc mắt, rồi chợt cười nói, vội gì, lấy được linh đang tiên thiên rồi nói gì nói sau. Tu thần nhướng mày cười nói, làm việc này cũng giống như đối nhân xử thế vậy, ngươi phải đuổi cùng giết tận, thừa dịp nó bệnh thì lấy mạng nó, bằng không ngươi sẽ hối hận, vì nhỡ đâu nó lại thoát ra, nhảy nhóc khỏe mạnh thì biết làm thế nào. Đúng không? Mí mắt của hắc hồ giật giật, sắc mặt trở nên âm trầm, nó nói, tiểu tử, bản lĩnh của ngươi không lớn, nhưng ngươi nói lạm nhảm nhiều quá đấy. Tu thần nhếch miệng cười trêu tức, hắn chậm rãi đứng lên nói, ai già, dạ, cãi nhau mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, không phải ngươi vẫn luôn kiên kỵ xung quanh ta có pháp trận cấm chế gì sao? Thực ra ngươi sai rồi, mấy thứ đó ta có sử dụng mấy đâu, muốn biết tại sao không? Tu thần nói đến đây, thì chậm rãi nâng tay phải lên. Sắc mặt của hắc hồ cứng lại, nó lập tức cảnh giác. Ngươi đã nói đến mức độ này rồi, thì có phải ta nên phối hợp với ngươi một chút không? Nên hỏi một câu vì sao? Hắc hồ cười suy một tiếng nói. Tu thần gật đầu hài lòng, vừa cười vừa nói, Ừ, không sai, ngươi phối hợp đánh rất hay, rất đáng khen thưởng, vậy nên ta tặng cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Nói xong, Tay phải của Tu thần phất về phía cái hố to trước mặt, sau đó bàn tay xoay tròn rồi nắm chặt. Chỉ thấy thân thể thông tí bạch viên chậm rãi bay lơ lửng từ dưới đất lên, những đường màu đen dữ tận lúc nhúc khắp cơ thể nó, vẫn đang cắn nuốt yêu nguyên của nó. Lúc này hơi thở của nó đã vô cùng yếu ớt, tuy nhiên nhìn thì tạm thời cũng không chết được. Thất Vĩ Hắc Hồ thấy động tác này của Tu thần, thì nhất thời nhướng mày, nó hoàn toàn không biết Tu thần muốn làm gì. Vì vậy nó ra tay. Mà lại là ra tay đánh lén bất ngờ. Nó trực tiếp quăng hai quả pháp cầu thẳng đến chỗ tu thần. Phệ nguyên pháp cầu không tiếng động biến mất mà cắt không gian, đồng thời kéo theo khí tức hủy diệt xé rách vạn vật, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngay trước mặt tu thần. Vù. Lúc hai pháp cầu bay tới cách tu thần còn một mét thì chính nó lại bốc hơi thành hắc vụ. Hả? Lúc này hắc hồ sợ đến mức da đầu tê rần rần, mắt trợn trừng như sắp nứt phệ nguyên pháp cầu của mình lại bị bốc hơi hoàn toàn mà tu thần xử lý pháp cầu của nó đầy tùy ý và ung dung như vậy là sao thậm chí chính nó cũng không biết tu thần hóa giải được đòn tấn công của phệ nguyên pháp cầu như thế nào sao hắn có thể làm được hoàn toàn không có bất kỳ linh khí chân khí dao động nào trong thế giới này có loại pháp trận cấm chế nào mà khởi động không cần linh khí sao quả thực nó chưa từng nghe nói tới điều này bao giờ ở bên cạnh tam nhãn xích thủy ngưu yêu cũng cả kinh nổi hết cả gia trâu vì cảm giác của nó về sự tấn công của phệ nguyên pháp cầu vừa rồi là tuyệt vọng và khủng bố hơn nữa thất vĩ hắc hồ vẫn dùng chiêu đánh lén nhưng nếu như đổi thành chính nó bị tấn công chắc chắn là chỉ có chết chứ không còn đường sống nào tránh cũng không có cách nào để tránh càng khỏi nói tới việc phòng vệ Vừa rồi thông tí bạch viên đã bị đánh lén như vậy nên mới bị trọng thương. Nhưng sao tiểu tử này lại phá giải được nó một cách quá kỳ lạ? Đánh lén là hành vi rất không quân tử, à không đúng, ngươi vốn chỉ là một con súc sinh mà thôi. Tu thần buồn cười nói. Sau đó, đốm màu xanh trong tay hắn bay ra ra, rót vào thân thể thông tí bạch viên. Ừm. Chỉ thấy thông tí bạch viên trầm thấp trên rỉ, sau đó pháp tuyến màu đen trải rộng khắp thân thể nó nhanh chóng biến mất, vết thương đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Giờ phút này, rốt cuộc khuôn mặt của thất vĩ hắc hồ cũng biến sắc. Hắn đang trị liệu cho thông tí bạch viên sao? Sao có thể chứ? Tổn thương do phệ nguyên pháp cầu của mình há lại có thể được chữa trị bởi một người bình thường như vậy. Người kia rốt cuộc là thứ quỷ gì thế? Vì sao từng hành động của người này lại có thể khiến người ta hoảng hốt khiếp sợ? không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nếu thông tí bạch viên mà thật sự được chữa khỏi như vậy thì nó sẽ gặp phải phiền toái lớn. Người đang tìm cái chết. Thất vĩ hắc hồ giữ tận quát, đột nhiên mở hai tay ra. Vô số phệ nguyên pháp cầu chui ra từ trong thân thể nó, sau đó không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, một phệ nguyên pháp cầu khổng lồ lớn đến hơn trăm mét được ngưng tụ tạo thành, tỏa ra khí tức kinh khủng không gì sánh được ra khắp tứ phương, không gian xung quanh cũng bắt đầu vỡ vụn sụp đổ hóa thành từng mảng có hình dạng như những mảnh kính vỡ màu đen cùng lúc đó hai bàn tay hắc ám yêu dị xuất hiện ở hai bên cạnh trái phải của tu thần và chọc về phía hắn một cách rất hung hăng không gian trong nháy mắt lập tức dồn lại bùng phát ra vô số âm thanh vỡ vụn gào thét chính là lúc này tam nhãn xích thủy ngưu yêu ở bên cạnh thấy thất vĩ hắc hồ dùng toàn lực để đánh chết tu thần thế là lập tức quay đầu bỏ chạy vì nó vẫn luôn biết mình không có tư cách lấy được linh đan tiên thiên này thậm chí có thể sống hay không cũng chưa chắc nhưng lúc trước nó vẫn luôn không dám chạy trốn chạy bởi vì thất vĩ hắc hồ nhất định sẽ không để nó sống sót trời đi nhưng hiện tại hắc hồ đang dùng toàn lực để đối phó với tu thần cũng là cơ hội cuối cùng tốt nhất của nó tất nhiên thất vĩ hắc hồ cũng biết tam nhãn xích thủy ngưu yêu chạy trốn trên mặt nó nở nụ cười dữ tợn ngày hôm nay cả đám các ngươi ai cũng không đi được hai bàn tay hắc ám khổng lồ xuất hiện ở xung quanh thân thể ngưu yêu, đồng thời cũng hung hăng chọc tới nó. Ngay vào thời khắc này, phệ nguyên pháp cầu có uy lực to lớn trên đỉnh đầu thất vĩ hắc hồ kia rầm rầm đập xuống tu thần.